mày xây tùm lum vậy? Vui vui tết là phải vui đó đúng không? Ô mà cúi thấp xuống để mà lau nhà đi. Đi lại kia lau. Bác ơi, lau sao mà cho thấy mặt ở dưới bên má vừa lòng á nha. Bên trái hả? Bên trái hả? Gãi cành hết râu. Ha ơi trời. Má chưa xây kìa. Được chưa má? Chưa. Thôi bây giờ chú quăng đi, chú quăng nghiêng vậy nè, tới đẩy như vậy là không có được rồi. Mày làm nữa đàng hoàng cho tao coi. Má kêu yêu kìa. Tôi nói là nó đang nghiêng dựng cho nó thẳng. Ông xã, bể đó nó cái bình bông rồi còn gì nữa trời. Trời ơi. Chết. Không. Dạ dạ má, má kêu con hả? Hả? Dạ. Tết nhất không được cọc. Phải cười. Con đâu cọc đâu. Nãy giờ con cười mà. Má thấy cái nét cọc trên khuôn mặt của con. Không được cọc không hả? Mình phải cười đúng không? Ai cọc? Đúng rồi Tết mà. Cái này là phải vui. Mọi ba cười. Hai ba. Vui. Bây giờ cô coi như dần dần xong rồi. Mọi người tập trung lên tắm rửa sạch sẽ. Chuẩn bị xuống đón giao thừa. Rồi nè nha. Ngũ quả của tôi xong rồi nè. Khổ qua nè. Để cái gì nó khổ nó đi qua hết nè. Biết rồi. Đó, xong nhưng rồi mà bà để cái mầm trái cây dư giả quá. Bưng cái này qua bển tương cái. Mỗi cái đại diện cái thôi. Bà tiếp cúng bà biển à. Khổ qua là ăn cho nó qua khổ. Biết cơm rồi. Thịt kho. Mấy món này món chính. Hiểu không? Rồi đem cái dĩa bánh tét để lên đây. Chứ trời ơi. Để gì đâu mà không có thẩm mỹ gì hết trơn. Trời ơi. Đâu. Dạ thưa ba má. Con thưa ông nội bà nội. Thưa ba má. Trời ơi đẹp quá. Thưa con chuẩn bị là coi như mình đón giao thừa thấy không? Trời ơi cái đủ màu sắc hết trơn rồi, đẹp quá, đẹp luôn. Dạ. Rồi ngồi đi thì ngồi. Dạ không, con xuống con xin phép ba má. Bao lì xì nữa. Xin phép ba má để con với vợ con với lại con đi qua bên nhà má vợ của vợ con. Cho con gửi lời thăm ba xui chị xui. Nhưng mà vậy nè. Canh đừng có để trễ giờ. Dạ. Giao thừa là nhà mình phải đầy đủ đón giao thừa. Dạ. Đúng không? Nhớ toàn tụ gia đình như vậy phải là cái truyền thống mình phải giữ nha con. Dạ không được. Con cũng ở đó đón chung với lại má vợ luôn. Tại má vợ con mình má vợ. Cho bé Ngọc coi bắn pháo bông. Bắn pháo bông nữa. Dạ. Ở nhà nha. Coi bắn pháo bông cũng được chị con. Thôi được rồi. Đây nè cho nó đi ha. Dạ. Nhà mình còn mấy đứa nữa mà. Kim với Phát nữa. Dạ thưa ba má. Người lớn mà quên thì con nhắc nha con. Dạ. Dạ. Đi lẹ con đi lẹ thôi. Trên về ngoài con như nào hay chừng đó. Đó. Cái gì vậy? Tết vui vẻ lên. Sao mà cho nó đi ở nhà. Thà nói là con trai trưởng ở nhà với Tết không có. Ở đơn chiếc kệ. Rồi ba má làm xong hết hả? Xong ba má rồi đó con. Bây giờ trời ơi mặc cái màu vàng thiệt là dễ thương. Rồi bây giờ về. Bây giờ có con Kim cũng được rồi. Kim ơi. Dạ. Rồi bây giờ con con đi. Đi đâu? Con đi chơi với bạn không hả? Đi đâu? Đi sao vậy? Trời đất quỷ thần ơi. Tết cười vui vẻ. Vui vẻ. Nghĩ sao mà Tết đã giao thừa thì về ở nhà. Chứ Tết lấy đâu ra mà đi ra ngoài với bạn. Dạ con xin phép ba với má con đi coi bắn pháo bông với bạn con mà. Bắn pháo bông thì ở nhà rồi cùng với ba với má coi bắn pháo bông. Đi ra ngoài đường rồi bắn coi bắn pháo bông thì về lấy gì vui. Ở trên TV nè, người ta trực tiếp nào đó. Mình coi được rồi đi ra đường chỉ có khói bụi. Thôi ở ngoài coi vui hơn, thực tế đẹp lung linh hơn trên TV con trai. Vui vẻ. Tết phải ở nhà con à. Không có ai nào Tết mà đi ra ngoài đường mà vui đâu. Tết con thấy con đi chứ bạn con vui hơn. Chứ là con hẹn rồi thôi con đi nha. Bye bye. Không con ơi. Con sẽ tranh thủ về sớm. Bóng với bông xong con về nha. Bye bye. Tranh thủ về. Về đón giao thừa với ba với má nha. Phát ơi. Khỏi kêu. Tôi nhớ rồi. Nó bưng cái này xuống. Nó để đó. Tụi bà ngó lơ. Giọt mất tiêu rồi. Ủa vậy làm sao? Sao làm sao? Nó đi hết rồi. Ngộ chưa? Ngộ cái gì? Giao thừa. Giao thừa thì là sao? Là phải ở nhà. Đó là truyền thống từ ngày xưa của ông bà. Bà nói với tôi làm chi? Mấy chục năm tôi biết rồi. Còn mấy đứa nhỏ bà kêu về bà nói với nó đi. Trời ơi Tết vui lên chút xíu. Có bực lắm thì cũng phải đè nén. Chứ bà không vui. Trời cả năm nó xui xẻo bà hiểu không? Cười.
Đến giờ giao thừa, đứa bỏ đi về nhà với lại bên vợ, đứa đi chơi với bạn bè, đứa đi bao bông. Bà, còn mấy phút nữa là tới giao thừa. Thôi tôi với bà qua cúng ông bà. Rồi, đứng nghiêm trang, tôi bắt đầu tôi khấn nha. Bà, thắp hương đi, rồi tôi lỡ đằng chỗ ông địa để hương. Chúc bà má năm mới nhiều sức khỏe. Chúc ông nội bà nội trăm năm hạnh phúc. Trời, trời đất ơi. Chuẩn bị bây giờ bắt cắm nhang cái rồi nè. Mỗi đứa một cây nha. Dạ. Mỗi đứa một cây. Rồi, tụi con ham chơi nhưng mà canh hết trơn rồi. Đúng vậy. Giờ là tụi con kề có mặt để cúng giao thừa. Vậy mới được chứ. Vậy là tôi với bà vui rồi ha. Cười lên. Vui lên. Dạ.